À, thanh niên xung phong chào các bác ấy. Cháu chào các bác. Chúc sức khỏe các bác. Hôm nay đỡ hơn nhiều chưa? Dạ. Ui ôi sao chảy nước mắt rồi. Sao tím ghê thế nhỉ? Bỏ hẳn mũ ra để xem nào. Đây này, đây nhá. Một mũi này, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, năm mũi, sáu mũi. Đây là khâu sáu mũi nhá. Thế mà em cứ bảo là năm mũi. Hôm nọ nhìn không rõ, kiểu nó sưng to quá. Bây giờ nó bị hóp lại. Ủa tím hết mắt rồi. Này, cán bộ thìn chịu rồi. Có cái dây gì nữa? Cái dây chỉ. Dây chỉ. Ô, thế này thì hôm nào còn phải lên cắt chỉ đấy. Cái chỉ này nó cũng có hai loại hay sao các bác? Có một loại là tự tiêu nhá. Nghĩa là lâu về nó khác tự bị mất đi ấy. Nhưng mà đây thì bằng chỉ như kiểu chỉ không quần áo ấy. Thì hôm nào phải lên cắt. Cái này thì bây giờ thì vợ con thì không có, anh em thì không. Này đi. Giờ trước hết là Vương xin kính chào các bác quay trở lại kênh của Vương. Thì hôm nay là ngày chủ nhật. Đó thì bây giờ là hơn 12 giờ rồi, anh em cũng chưa ăn uống gì đâu các bác ạ. Thì trong cái nội dung này là Vương mời các bác cùng anh em Vương đi vào trong chợ tại thị trấn Simacai của huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Ăn trưa cũng như là lát nữa Vương sẽ thông qua các bác về cái sự hỗ trợ quan tâm của các bác đến với anh Thìn các bác nhé. Đây còn bây giờ đi thôi, đi vào thôi. Nhưng mà hôm nay nhìn rõ hơn tí nào chưa? Rõ hơn tí rồi gì? Số 1 số 2. Nhưng mà cứ chảy nước mắt thôi. Chảy nước mắt thì à, chảy nước mắt là đúng rồi. Tầm này thì chợ là cũng sắp tan hết rồi các bác ạ. Hôm nào mà trời nó râm ấy, thì là còn lâu lâu một tí. Nhưng mà hôm nào mà trời nắng nắng thì cũng tan nhanh thôi. Rồi anh đi trước. Hôm qua là đã đưa đi làm đẹp rồi. Đấy, chả tắm rửa thì thối mùm ra. Hôm nay là lại phải, hôm qua thì đưa sếp Thìn đi cắt tóc gội đầu, thay quần áo. Hôm nay thì lại đưa sếp đi chợ để ăn. Đấy. Thôi thì anh ấy cũng đã khổ từ nhỏ rồi các bác. Thì các bác theo dõi nội dung của anh Thìn thì bác nào giúp được cái gì thì là tốt cái đó, cảm ơn cái đó. Đấy, bây giờ thì nói chung là tầm này mình đi ăn thì nó cũng thoáng. Đấy, còn trên này như các bác nhìn thấy là ba là rửa chảo thì đi về đấy à. Đấy, rửa chảo bà con là chuẩn bị về rồi các bác nhé. À, đi sang bên này rồi. Hôm nọ mình nhớ là ở đây có một cái chảo thắng cố bò rất là to ở đây. Nhưng mà bây giờ không thấy còn nữa thì phải. Đấy, ở đây toàn thế là mèn mén đó các bác. Toàn nồi mèn mén này, không biết là nhà này còn không. Đây này vẫn còn. Cái mèn mén này thì nói chung là ngô xay, ngô trắng xay ra lẫn với lại cơm. Ngày trước thì chưa có cơm thì chỉ có ăn mèn mén không thôi, nguyên chất. Đấy, ngô ấy, ngô nghiền các bác. Còn bây giờ có cơm thì lẫn với nhau. Thắng cố bò ở đâu nhỉ? Ngò thấy đúng cái chảo này mà, đúng không? Giấy ăn uống chắc chỉ ở khu này thôi gì? Sao bên này gì? Hình như là lúc ấy. À đây, vào quán này đi. Vào quán này đi. Còn cái gì ăn không em ơi? Ôi hết đồ ăn rồi. À quay lại cái quán bên kia, anh thấy nhiều lắm cái quán bên kia kìa. Quay lại quán này đi. Đi muộn quá. Đưa sếp Thìn đi ăn muộn quá. Lẽ ra là sáng nay bảo là lên trên này sớm sớm để ghi hình cho các bác xem về chợ phiên luôn, nhưng mà sáng ra cũng nhiều việc. Đây này, nhà này con đấy. Đây sếp Thìn ơi. Đây sếp Thìn vào chọn chỗ đi ạ.
Vâng. Ờ, xếp vào kia ngồi đi. Đây em đi vào trong kia. Em đi vào trong kia. Đâu, bây giờ sếp thích ăn món gì đấy? Món gì đấy? Bà chủ giới thiệu qua một tí nhỉ? Đây, lưới với thịt thôi. Ờ, lưới à? Lưới, đi vào đây, đi vào đây. Con chó nhỉ? Đây, đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc khi mà đây. Bà con ở trên này là ăn phở này. Đây nhá, con chó. Muối nguyên chất này. Đấy, bởi vì bà con này đi làm việc nặng để ăn nó hay ăn mặn đấy. Đấy, con nước mắm này. Con chó bây giờ. Nhưng mà chị bán bao tiền? Một lạng 30 thôi mà. Một lạng 30 à? Ôi, làm gì ăn nhiều thế? Đây là 6 lạng. 6, 3, 18. Không, không lấy nhiều thế đâu. Thôi, thế lấy cái này nữa đi. Lấy cả cái lòng này nữa. Lấy cái kia, lấy cái đấy 5 lạng thôi. 5 lạng thôi. Xong là chị lấy cái này cho em 3 lạng nữa. Đấy. Để cho nóng anh. Vâng. Đây em ghi hình. Úi. Ba lạng, 5 lạng chưa? Tròn. Ôi trời ơi. 5 lạng. Đấy, lấy cái này 2 lạng. Cái này bán như nào cái lòng ấy? Cái lòng 10.000 thôi. À 10.000 ấy thì. Vâng, thế được rồi. Lấy đắt mà. Sếp thì ăn lòng không? Đấy. Sếp nó ăn được lòng không? Có kiêng lòng không? Dạ. Lòng rồi ấy. Kiêng ấy, không, không sao đâu, hành cũng không việc gì đâu. Không sao đâu. Sếp cứ ăn đi, nếu có gì em chịu trách nhiệm nhá. Nhá. Tôi bỏ mũ ra nào. Ừ. Ôi, nhìn này. Ôi, lấy cái gì, chị có giấy không? Giấy có em ạ. Ồ, nước mắt cứ chảy ra hay là nhớ em nào? Đấy, giấy đâu chị, cho xin tí giấy. Ôi. Này chắc nhớ em nào thôi. Nào để em lau cho sếp nào. Đấy, sếp cứ khóc thế này thì chết rồi. Ôi sếp ơi đừng khóc nữa. Rồi. Thương quá. Nha. Yeah. Đấy, bình tĩnh nhá. Chắc cái đuổi lên làm. Hả? Cái đuổi vật sao thế nào? Nhanh hốc khải hơi làm. Đúng rồi, cái đuổi này. Để nước còn sáng. Đấy. À, có sếp có ăn mèn mén không? Có. Từ nhỏ đến giờ đã ăn mèn mén bao giờ chưa? Có. Ăn suốt à? Vâng. Ừ. Mèn mén với phở thì ăn thế nào? Dạ. Phở với mèn mén thì ăn món gì? Ăn mèn mén rồi. Ăn mèn mén thì gì? Thế là chị có mèn mén không? Mèn mén sao? Xem bên kia có không nhá? Không có thì hết lên lấy đi. Đi lấy mèn mén đi. Một là hai bát ốc đậu, hai bát mèn mén. Ông cứ ăn riêng nhà đi, mỗi ông một cái thìa múc chung cái kiểu đấy thì tôi cũng sợ lắm. Rẻ mà, mỗi bát 10.000 thôi mà. Tôi ăn lấy thôi. Bây giờ gì? Sếp thìn, sếp ấy ăn xong, sếp lại còn mút cái thìa, sếp ấy mới múc nước mắt lại chảy xuống thôi thì em. Lại không ngon phải không? Thế hỏi thật là ở trong viện có em y tá nào sinh không? Không có. Anh nói dối sao đẩy toàn em y tá vừa ra trường đã có chồng con gì đâu. Có phải không? Phải không? Không có. Không có thì anh đừng có bóc phép. Thế từ hôm vào viện có làm quen được với em nào không? Không á? Có nghĩa là đau quá không nói được hay là không gặp? Không gặp em nào hay gì? Em ăn để hay không nhờ? Ừ. Hả? Để hay không nhờ? Lấy giấy cho anh Thìn để đây. Đây đây giấy của sếp đây. Thế là để từ... hay nhá. Hỏi thật là... Này, hả? Em ăn để hay nhá. Cứ cho vào đi. Để riêng đi anh. Không sao đâu. Không vấn đề gì, bà đẻ người ta mới kiêng thôi. Cái con này, sẹo ghiếc này. Người ta bỏ kiêng gà qué, thực ra là ăn mấy cái thứ đấy kiểu cái vết thương nó lâu lành ấy. Nhưng không việc gì, chỉ sợ là người ta sợ nhất là có sẹo nó xấu trai, chứ còn bình thường thì vấn đề gì đâu. Anh Thìn này cho xấu một tí nữa thì gái cũng vẫn mò về tận nhà, đúng không? Đấy.
À, em đưa cái điện thoại để anh thông qua các bác một tí về cái tài chính. Để cho các bác cùng được nắm. Anh em đọc nhé. Thế trước tiên là hỏi anh Thìn nhé. Thì có lẽ là bây giờ nhà cửa thì cũng còn chưa xong. Thì anh em cũng sẽ cố gắng làm sao là để giúp anh làm được cái nhà. Đấy. Sao không cho nó cho cái bát vào, em đổ cái bát này, chủ quán này này. Đấy, xách cái túi bóng như thế. Ừ, ốc đậu hết rồi thôi. Cái bàn này lại cọc kinh thế nhỉ? Thì anh em mình cố gắng mà giữ tình cảm với nhau thôi, giữ ấn tượng với nhau. Chắc là cũng chỉ được khoảng có muộn lắm là 20 ngày nữa phải chia tay anh Thìn rồi các bác nhé. Đấy. Bởi vì là anh Thìn thì nó còn một số cái nó kiểu nó cũng không được thuận lợi đấy. Đấy, bị tai nạn rồi, chỉnh trệ. Đổi cho mỗi người một bát đi, lấy mỗi cho mỗi người một bát mì mén. Em không ăn đâu. Không ăn cái gì? Không ăn mì mén. Từ hôm em lên đây thì anh có cảm thấy vui không? Có à? Từ trước đến giờ đã có ai quan tâm anh như thế chưa? Không có đâu. Không có à? Em là người đầu tiên đúng không? Ừ. Thế nếu mà sau này anh em mình chia tay rồi anh có nhớ về em không? Có. Nhớ nhiều không? Có. Nhưng mà nhớ thì nhớ bình thường thôi, thì đừng có nhớ như người yêu nhá. Nhá. Anh nhớ như nhớ người yêu thì không được đâu. Đấy. Đấy thì Vương sẽ tranh thủ thông qua các bác ở trong cái nội dung này về cái sự quan tâm cũng như hỗ trợ của các bác đến với anh Thìn từ cái hôm mà vào viện các bác nhé. Thì Vương kêu gọi các bác để giúp cho anh Thìn. Năm lạng ăn không hết được đâu. Ừ, vâng, thế được rồi, chỉ thay đi. Đấy là anh nghe cho rõ nhé. Thứ nhất là Vương xin được cảm ơn đến cô Diệu Nghĩa ở bên Mỹ là 2 triệu đồng. Cô chú Lộc Văn ở Hà Đông, Hà Nội là 2 triệu đồng. Bác Thanh ở Thanh Trì, Hà Nội là 500.000 đồng. Cô Trần Thị Loan 500.000 đồng. Cô Hằng Hải 200.000 đồng. Bà Tiên ở Chùa Quan Âm Phật Tâm 200.000 đồng. Cô Yến ở Canada là 2 triệu đồng. Bác Thiên Hương ở Yên Bái là 300.000 đồng. Cô không rõ tên và địa chỉ 1 triệu đồng. Chú Nghĩa ở Hà Đông, Hà Nội là 500.000 đồng. Chị Hoa và chị Thoa và chị Hoa ở Hưng Yên là 400.000 đồng. Đấy, hai chị là mỗi chị 200. Đấy, tổng là 400.000 đồng. Và sáng nay Vương có nhận được là của mẹ Tạ Thị Xoan 80 tuổi ở thành phố Bắc Ninh là 500.000 đồng. Vậy thì từ ngày anh Thìn anh vào viện là Vương kêu gọi các bác để giúp cho anh Thìn là tổng là đến bây giờ là được 10 triệu 100 nghìn. Đấy các bác nhé. Thì sau khi mà anh ấy ra viện rồi Vương sẽ kết toán tiền viện phí rồi là cũng như là chi trả ở đây. Đấy, còn nếu mà dư lại tiền thì Vương sẽ chuyển vào cái tiền là làm nhà cho anh Thìn. Đấy, còn tiền thì làm nhà của anh Thìn hiện tại bây giờ vẫn còn đang sẽ là thiếu các bác nhé. Đó. Tiền công và tiền vật liệu thì là cũng hòm hòm ở cái khoảng tiền đó, 70 triệu đó. Nhưng mà còn tiền về tiền cửa nữa. Đấy, còn tiền cửa này, rồi công trình phụ nhà vệ sinh này, còn bể này đấy còn chưa tính. Thì rất là mong là được các bác đồng hành cùng với Vương để mà giúp cho anh Thìn một cái nhà hoàn chỉnh. Để anh ấy có cái sự động viên từ mọi người, để anh ấy có cái động lực vào cái cuộc sống của anh ấy. Có được không anh? Được. Được à? Bây giờ nói nhỏ nhẹ thế nhỉ? Đấy. Giờ nói nhỏ nhẹ này còn nhiều gái thích nữa. Thôi đừng cười nó ảnh hưởng đến mắt anh ạ. À. Đúng không? Đây anh thấy không? Có mấy cái hôm rồi. Nhưng mà đây nó là cái mà không mong muốn các bác nhá, chứ không phải là trong cuộc sống mà không ai mong muốn những cái điều mà nó không tốt đẹp xảy ra ấy, như anh bị tai nạn. Thế. Các bác thấy anh đấy, vẫn cứ thương anh. Để hỗ trợ tiền cho anh vào viện.
anh cảm ơn các bác đi. Để em bảo nhá. Cháu cảm ơn các bác đã hỗ trợ tiền cho cháu đi viện. Nhìn vào đây. Cháu cảm ơn các bác đã hỗ trợ tiền cho cháu đi viện. Cháu cảm ơn rất nhiều. Cháu cảm ơn rất nhiều. Rồi. Cười vắt nào. Cười vắt, nhe răng ra. Cười. Anh đi ăn đây. Lấy nước vào. Đây, sếp cứ ngồi yên đi, để cho phép chúng em được phục vụ sếp. Đây, ngồi... như thế được chưa? Được. Đây, để em xúc thịt cho sếp nha. Đấy. Nói thế để cho nó vui thôi các bác nha, chứ các bác đừng có suy nghĩ bảo là cái ông Vương này, ông ấy thế này thế kia nhá, không phải đấy đâu. Đôi khi là mình buồn thì cũng đã buồn rồi đấy, nhưng mà mình cũng phải nói một cái gì đấy để cho có cái sự động viên đấy các bác. Đây, như hôm qua đi ăn cơm mà toàn phải gắp cho anh ấy thôi, anh toàn là gắp chuột thôi. Đây, đấy, cái này, cái chai này là chai gì? Đấy. Chai anh đang rót đấy là chai gì? Giới thiệu cho các bác xem tí nào. Chai đấy là chai gì? Là nước gì? À là quên. Nước tê. Từ. Vương quên mất. Vương xin được cảm ơn các cô, các bác, các chú vừa rồi đã đồng hành cùng với Vương, gửi tiền để hỗ trợ cho anh Thìn có cái tiền viện phí. Các bác nhá, Vương cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đó, nếu mà Vương là cái người đi kết nối những cái hoàn cảnh đến với toàn thể các bác ở trên cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước. Thế nhưng mà khi mà mình chia sẻ mà không được sự quan tâm cũng như là tin tưởng, yêu mến của các bác thì Vương cũng chẳng thể nào làm được cái gì mà giúp cho ai được. Chính vì thế là Vương cảm ơn các bác rất là nhiều. Vương xin chúc cho toàn thể quý cô bác đang theo dõi trên kênh của Vương luôn nhiều sức khỏe, công việc luôn là thành công các bác nhá. Vương xin cảm ơn. Còn bây giờ là Vương, ui dồi, gió mạnh thế. Anh Thìn mời các bác ăn cơm đi, ăn cơm trưa đi. Cháu mời các bác ăn cơm trưa với cháu. Ăn mèn mén. Mèn mén. Đây thì... đây là cái lòng dồi các bác nhé. Cái lòng dồi. Lòng dồi đấy, mấy anh em mà đi làm về ẩm thực là toàn quay ở trên chợ phiên ấy. Thường là anh em đi làm về ẩm thực là phải đi sớm, từ cái lúc mà 5 giờ sáng khi mà bà con là vừa ra chợ để mà luộc vớt ra ấy, nó là đình tảng ấy. Còn bây giờ thì muộn mất rồi. Đấy. Đấy, đây là lòng dồi này. Đấy. Còn đây là cái gót giò. Đây là cái gót giò. Lợn ở trên này gần như 100% là lợn đen các bác nhá. Lợn đen thì các bác biết rồi, lợn đen nó rất là đắt, nhưng mà ăn cái hương vị của nó lại rất là thơm, là ngon, nó giòn thật sật. Đấy, với cái thứ hai là lợn đen thì nó lại nhiều mỡ nhỉ, nó nhiều mỡ nhỉ, nó ngon, nó thơm. Riêng cái mỡ lợn đen này các bác ạ, các bác mua cái mỡ về các bác rán, rán mỡ nó không lổ mấy đâu, nó không lổ như lợn trắng đâu. Đấy, như lợn trắng ăn tăng trọng nhiều là rán mỡ là nó còn bay cả vùng đi. Có phải em nói gì có đúng không anh gì? Đúng rồi anh gì? Tiên đi làm cho sếp một bát ớt riêng đi. Người xa quá tí, sếp lại chấm luôn cả cái ngón tay vào bát nước chấm thì chết. Đấy thì Vương cũng rất là mong nếu như các bác mà có cái điều kiện và có đủ thời gian, sắp xếp thời gian thì cũng rất là kính mời các bác lên với cơ quê hương Mường Khương, huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai, cũng như là huyện Simacai của tỉnh Lào Cai, lên đây để chơi các bác nhé, chợ phiên, cũng như là nếu như các bác còn thời gian các bác ghé qua để thăm anh Thìn. Bởi vì cái đoạn đường ở đây bây giờ ấy, người ta đi phượt rất là nhiều các bác nhé, đi phượt rất là nhiều. Anh Thìn có muốn được bác nào ở xuôi lên thăm anh không?
Dạ. Bảo anh có muốn được bác nào ở xuôi lên thăm anh không? Có. Có à? Thế nếu như các bác mà lên nhà anh chơi thì anh tiếp các bác món gì? Dạ. Hả? Bảo nếu mà các bác mà ở xuôi mà thương anh mà lên đây thăm anh ấy thì anh tiếp các bác món gì? Bây giờ cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Thế thì anh phải, sau khi mà em làm nhà cho anh phải cố gắng, phải đi làm, thì các bác lên thăm anh thì anh mới có cái để mà mời các bác ăn cơm nhá. Vâng. Ừ. Nói to thế. Mềm mén rẻ anh ạ, vừa rẻ vừa ngon. 10.000 một bát mềm mén thôi. Đấy. Bây giờ ăn cơm trưa đã, tí nữa xem còn cái chỗ nào là chợ nó còn đông đông, cái chỗ chặt thịt lợn nhỉ? Tầm này họ chặt thịt lợn không? Giờ này chắc rất còn không? Ở đây nó lại có một cái trò chơi rất là hay các bác nhé. Khi mà bà con mà mổ lợn xong đi chợ bán cái tiền, à cái thịt lợn mà nó bị gần như bán không hết, nó bị ế, thì là anh em bà con lại tập trung vào là chặt thịt. Cái chặt thịt đấy các bác nhé, ví dụ như là xếp 2-3 cái thớ thịt cao bằng này, nhưng mà chặt một phát thôi đứt. Đó, nếu mà ông mà chặt đứt thì ông không mất tiền mua cái tảng thịt đó, chặt một phát phải đứt theo đúng thứ các bác nhé. Hay còn nếu mà ông mà không chặt được đứt thì là ông phải đền cân cái số thịt đi lên để ông trả tiền cho người ta. Đó, cái này đôi khi là nhiều lúc là người ta không cho quay đâu, đôi khi nó còn lại còn ABC một tí nữa, đúng không? Đấy, bây giờ ăn cơm đã. Rồi caramel tắt để caramel ăn cơm đi. Rồi cứ đứng đấy thấy sốt ruột. Vương xin kính chào toàn thể quý cô bác đến với gian hàng nhỏ trên kênh Vùng Trời Tây Bắc của Vương. Vương xin ít phút của các bác để Vương quảng cáo một số những cái loại mặt hàng mà Vương đang co bán ở trên kênh các bác nhé. Rất mong là được sự quan tâm cũng như là yêu mến, mua hàng ủng hộ để Vương có thêm cái kinh phí hoạt động đến với những cái bản làng nghèo xa xôi trên miền núi Tây Bắc. Thứ nhất là Vương xin được giới thiệu với các bác, đây là sản phẩm mật ong rừng nguyên chất chưa qua pha chế các bác nhé, được Vương thu gom của bà con bản địa quay bằng ly tâm để đảm bảo chất lượng của mật ong cũng như là mật ong sạch và không có cắn. Khi các bác nhận được hàng thì các bác có thể được mở ra và nếm thử mật ong rừng, có một cái hương vị rất là đặc trưng của những cái loại hoa tự nhiên ở trên rừng các bác nhé, rất là thơm. Rất nhiều bác là mua ở những cái nơi khác rồi lại quay về với kênh của Vương và mua rất là nhiều về cái sản phẩm mật ong rừng nguyên chất này các bác ạ. Đấy thì có một cô ở bên Mỹ này, bên Pháp này đặt rất là nhiều, mấy chục lít cơ. Đấy là các cô là hẹn các cô quay về Việt Nam là các cô sẽ lấy mua ủng hộ trên kênh của Vương. Cảm ơn các cô, các bác rất là nhiều. Đấy, khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ có cái tem logo Vùng Trời Tây Bắc cũng như là lắp chai được đóng nắp rất cẩn thận các bác nhé. Đó, thì là về cái sản phẩm mật ong rừng nguyên chất này thì là Vương cũng đã có sơ chế ngâm với lại nghệ đen các bác nhé. Như nghệ đen thì các bác biết là rất là tốt về dạ dày, chữa dạ dày, loét dạ dày các bác nhé. Đấy, ngâm nghệ đen. Tiếp theo một cái sản phẩm nữa là Vương xin giới thiệu với các bác là về dao. Đấy, trước hết là về dao mèo. Dao mèo đây. Đấy, dao mèo như các bác biết là gắn bó với bà con ở trên miền núi Tây Bắc rất là lâu đời, bởi vì dao mèo này có rất là nhiều cái công dụng, một là chặt xương, chặt gà, chặt củi, thái đều được các bác nhé. Thì hiện tại là Vương đang có hai màu, màu đen và màu nâu này. Đấy, màu đen và màu nâu. Thì kích cỡ thì có hai kích cỡ, một kích cỡ là 40 phân và một cỡ là 30 phân. Đấy, rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ về sản phẩm dao mèo. Đấy, thì là có hai màu, một là nâu và hai là đen các bác nhé. Đó, còn những bác mà đã mua trước đó thì là Vương cũng xin lỗi các bác là khi mà cái dây đồng này này, thì cái lúc mà Vương đặt hàng bên lò rèn về thì cái dây đồng này là nó chưa bị lỏng như này. Nhưng mà tuy nhiên thì Vương không nghĩ rằng là trời thời tiết nó nóng ấy, thì cái dây đồng này, cái đai đồng này nó bị giãn ra và nó lỏng. Thì các bác dùng cái đinh các bác đóng vào cho Vương, đóng như cái hình bông hoa này này để nó giữ các bác nhé. Đấy, xin lỗi các bác là như vậy.
Đấy, rất là mong là được các bác yêu mến và ủng hộ về sản phẩm về dao. Tiếp theo nữa là để phục vụ cho đầu bếp của gia đình các bác nhé. Một là về dao chặt gà, chặt xương. Đây là thép không dỉ các bác nhé, rất sắc và bén. Và một dao chặt nữa thì gồm có 3 loại cơ. Đây gồm có một loại thì loại này nó nặng ký hơn một tí. Đấy, bác nào khỏe tay thì dùng cái loại này, còn chất lượng nó đều như nhau các bác nhé. Đó, còn về thép không dỉ thì là có dao thái rất là sắc. Nhiều các bác làm bên nhà hàng đặt của Vương rất là nhiều, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thép không dỉ rất sắc và bén. Tiếp theo một cái loại dao nữa là dao này là làm bằng nhíp đỏ ô tô các bác nhé. Thì cái con dao này là khi mà các bác sử dụng xong là các bác phải lau cho nó khô, là không là nó sẽ bị dỉ đấy các bác nhé. Nhưng mà để mà nói về chất lượng thì tuyệt vời các bác ạ. Rất là sắc, khi mà các bác nhìn thế này các bác biết là nó sắc như nào rồi. Đấy, các bác dùng xong sử dụng xong là lau cho nó sạch sẽ đi thì nó sẽ không bị dỉ các bác nhé. Đấy, còn về cái nhíp đỏ ô tô này thì có một loại nữa là đây là dao chặt, chặt gà, chặt xương. Đấy các bác nhé, chỉ chặt gà, chặt xương thôi. Còn nếu mà chặt củi thì là các bác phải dùng dao mèo các bác nhé. Đấy, đây. Rất là mong là các bác ủng hộ về sản phẩm về dao, các loại dao. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như các bác nào yêu cái không gian phòng khách, nhà bếp cũng như là cái chỗ mà các bác thường xuyên để mà tiếp khách ấy, thì các bác sử dụng dao này để trưng bày giúp Vương nhá. Đây, đấy. Đấy, con dao này là sẽ không sử dụng mà chỉ để trưng bày để cho đẹp các bác nhé. Đấy. Đấy. Như các bác có thể là treo lên như Vương đây. Đấy, nếu mà các bác làm một cái dây các bác treo lên như này. Còn da là làm bằng da bò. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng gọi điện qua cái số điện thoại trên màn hình của các bác để các bác được tư vấn cũng như là nhận được cái sản phẩm mà đúng như Vương quảng cáo các bác nhé. Và một tiếp theo một cái nữa là về đông trùng hạ thảo các bác ơi. Đấy, lần này thì Vương lấy được những cái con rất là to, rất là sáng, rất là đẹp các bác nhé. Về công dụng của nó là về bổ thận, tráng dương, hàn gắn, ngũ tạng, này bồi bổ sức khỏe cho mọi lứa tuổi, dùng được hết. Còn nếu mà các bác nào là các bác nam giới thì nếu mà sử dụng được một chút rượu thì các bác có thể ngâm rượu, còn không thì các bác sắc lên bình thường như thuốc nam, cứ đun lên uống bao giờ nó nhạt thì thôi các bác ạ. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi các bác nhé. Đấy, còn đây một gói này là 1 kg. Đó. Tiếp theo một cái nữa là về sản phẩm tam thất các bác nhé. Đấy, rất là mong là được các bác ủng hộ. Còn tam thất thì các bác cũng biết rồi, các bác là những người lớn tuổi có lẽ là các bác rất là thông thạo cũng như là nắm về cái công dụng là bổ máu, chống viêm nhiễm, này làm tan u, chữa suy thận này, suy thần kinh này, chữa suy nhược cơ thể, kén ăn, hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu, tăng hồng cầu, lưu thông mạch máu, chữa viêm, loét dạ dày, hoành tá tràng. À, các bác nhé. Các bác có thể là pha với nước sôi, khuấy đều lên và các bác sử dụng. Và một cái nữa là các bác pha với lại mật ong. Đấy, các bác nhé, pha với mật ong là hết bài rồi, quá là chuẩn rồi các bác nhé. Tam thất với mật ong rừng của Vương là rất là chuẩn rồi. Đấy, còn về tam thất này thì là Vương cũng có cả bột các bác nhé. Đấy, khi mà Vương nhập củ về, đấy, tin tưởng những cái chỗ nào đảm bảo về chất lượng uy tín là Vương nhập về là tự Vương khắc tự xay để đảm bảo cái sự tin cậy cũng như là tam thất nguyên chất chuẩn 100% các bác nhé. Đấy, thêm một cái nữa là về nghệ đen các bác ơi. Đây, nghệ đen thì hiện tại trên kênh của Vương là có cả củ khô. Đấy, còn bột với lại củ thì giá cả nó đều như nhau. Còn về nghệ đen thì các bác biết rồi, cái công dụng của nó thì nó còn tốt hơn cả nghệ vàng cơ. Tuy nhiên thì giá cả nó sẽ nhỉnh hơn một chút các bác nhé. Đấy, là Vương tự nhập những cái củ tươi đẹp nhất, to nhất, tự phơi, tự xay các bác nhé. Thêm một cái sản phẩm nữa là sản phẩm về hoa tam thất các bác ạ. Đấy, mùa hè đến rồi các bác. Hoa tam thất thì là uống nó rất là mát, trị như các bệnh về tim mạch này, hạ mỡ này, máu này, chống viêm, phòng chống ung thư này, sáng mắt, bổ gan, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, thiếu máu, tăng sức đề kháng các bác nhá. Rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ. Đó, xem là còn cái gì nữa là
À, còn một cái nữa là về sâm tố nữ các bác nha. Sâm tố nữ thì các bác ở phái nữ thì các bác sẽ rõ hơn. Vương xin phép không nói về cái công dụng vì hơi ngại một tí các bác nha. Đấy, vừa rồi thì Vương cũng có giới thiệu cũng như là cho các bác biết một số những cái loại mặt hàng đang có bán ở trên kênh của Vương. Lại khi mà các bác mua ở cửa hàng nào cũng vậy thôi, khi mà mình mua mình phải nhận được những cái sản phẩm mà nó đúng như cái mong muốn của mình cũng như là giá cả hợp lý ở trên thị trường các bác nhé. Còn ở trên thị trường thì rất là nhiều, nhưng mà để mua được cái sản phẩm mà đúng như mong muốn của mình và có cái giá cả hợp lý thì cũng rất là khó. Rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ cho kênh của Vương. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng gọi theo cái số điện thoại ở trên màn hình của các bác để được tư vấn cũng như là tham khảo về giá cả các bác nhé. Vương xin chào các bác.